Tôi thấy anh độc tố quá nặng đấy. Cái đồ dế nhổi nhà anh không biết tốt xấu là gì. Anh nhìn cái mặt vậy của anh đi, bóng nhờ y như đồ heo vậy. Anh không loại bỏ độc tố, sau này ai dám cần anh chứ. Tôi tình nguyện. Có rất nhiều người muốn tôi đấy. Nhớ năm đó lúc tôi còn học ở trường nấu ăn, nhan sắc của tôi vẫn được nhé. Không có việc gì thì đừng nhìn tôi chằm chằm. Nên làm gì thì làm đi. Tức chết tôi rồi. Tức chết tôi mà. Tôi từ nay về sau không yêu loại người cho tôi tức đi như vậy. Tử Tuệ, cậu nói xem. Không qua thì không qua. Tớ ở lại đây nhìn tên họ chịu làm việc đến chết. Anh đừng có mà hối hận. Sau này có chuyện gì đừng hòng cầu xin tôi. Tôi có chuyện gì cầu xin cô chứ. Anh tự nghĩ đi. Lưu tổng, đang làm rồi. Hạng mục A đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Diêm tổng vừa mới rời đi rồi. Diêm tổng. Diêm tổng. Diêm tổng. Diêm tổng, hạng mục AD là tôi phụ trách, nhưng phần trăm là do anh nói tôi nâng cao lên. Đúng vậy, anh biết rồi. Trách nhiệm này tôi gánh không nổi. Tôi vừa mới phục chức được vài ngày. Quá ra đây là chuyện của nội bộ công ty Thượng Hải. Không ngờ người của tổng công ty lại đến. Làm phiền anh nhất định giải thích rõ với cô Anna. Giải thích gì chứ? Anh là tổng giám đốc mà. Chắc chắn mọi thứ đều sẽ nói được. Đúng. Anh sẽ thương lượng cùng với Lương Sảnh. Sau khi xong việc sẽ nói với em. Là Lão Chính Hưng đúng không? Tôi đã đặt chỗ rồi. Là chỗ ngồi gần ban công. Có lần tôi nghe mọi người nói chuyện điện thoại. Hai người thích ngồi ở chỗ đó. Được rồi. Em an tâm đi. Tôi không an tâm được. An tâm đi. Sau khi thương lượng xong, tôi sẽ nói với em đối sách. Sẽ không sao đâu. Cảm ơn Diêm tổng. Về rồi à? Em còn nghĩ không có ai ở nhà. Anh ở trong phòng ngủ. Mẹ anh đâu? Đi khiêu vũ rồi. Đã ăn gì chưa? Vẫn chưa. Vậy em đi nấu. Không cần đâu. Phiền phức. Vậy em nói bên nhà hàng mang đến. Càng phiền hơn. Cũng không thể để bụng đói được. Không có gì. Anh không đói. Ảnh đâu rồi? Ảnh gì? Chiều nay đã mang về rồi mà.
Phòng nhân quả treo trong phòng đó. Vậy em đi xem thử. Còn ảnh của Triệu Tử Tuệ. Xóa rồi. Anh vẫn chưa xem mà. Có phải em nên hỏi anh trước không? Mỗi ngày ở Thượng Hải đều nhìn thấy. Vẫn nhìn chưa đủ sao? Tấm ảnh là em bảo cô ấy chụp. Nếu anh đồng ý để cô ấy gửi, cô ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Vậy cũng nên xem anh có đồng ý hay không chứ. Bản thân anh tự biết chứ. Nếu biết anh đã không quay về, cũng không phải bắt anh quay về. Được. Không phải em bắt anh quay về. Ngày mai anh sẽ đi. Dì đang không có ở nhà. Hai chúng ta không cần phải hờn dỗi. Nói thật đi. Em muốn anh nói gì? Vậy để em nói với anh. Anh thích cô ấy. Thích rất nhiều đúng không? Cũng sợ có lỗi với em. Vậy nên quay trở về. Nhưng anh người thì ở đây. Trái tim này ở chỗ cô ấy. Anh tốt bụng, sợ cả hai đều tổn thương. Cuối cùng lại tổn thương chính mình. Anh nói xem có đúng không? Không cưới nữa. Em lớn hơn anh. Trước đây anh gọi em là chị Lệ, sau này gọi là Tiểu Lệ. Tuy đây là nhà em, nhưng em vẫn gọi mẹ anh là gì. Anh có thể vì em mà suy nghĩ. Em đã từng rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Nhưng cũng có chút không vui. Bởi vì nhìn không được. Muốn xem thử cô ấy rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Vì đối với em tốt như vậy, kết hôn với anh vốn dĩ là chuyện em chưa từng nghĩ tới. Hôm nay em mua vé cho anh rồi. Quay về đi. Chứ không mỗi ngày cứ như thế này. Em không biết nên nói như thế nào với anh cả. Anh không về Thượng Hải đâu. Đừng hờn dỗi nữa. Anh không có hờn dỗi gì. Anh đã từng nói sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Vậy còn cô ấy? Bởi vì em cũng nói không gặp. Cô ấy có việc của cô ấy. Nhìn không thấy cô ấy, anh sẽ ú tàn ở Nguyên Thành đó. Cô ấy cũng vậy.
Mà em lại chính là nguyên nhân. Em chỉ nghĩ anh có thể vui vẻ, bên em lại không vui, bên người khác mới vui vẻ. Cũng tốt. Đời người ngắn lắm. Muốn làm chuyện gì thì cứ làm. Anh không quyết tâm được thì em thay anh làm. Thực sự không đói à? Vậy anh tự lo đi. Em cũng không đói. Con muốn ăn gì không? Có bánh bao trong tủ lạnh đó. Hấp hai cái nhé. Em chỉ muốn của em. Đây là của anh. Anh không đeo à? Sao vậy? Vẫn muốn duy trì dáng vẻ độc thân à? Không có tâm tình. Tại sao? Anna, RD, chuyện của người khác em không quản. Kẻ phong lưu quay đầu mới quan trọng nhất. Đây chính là chuyện của anh. Cố gắng để tìm cách xử lý nhẹ nhất. Sa thải. Không phải rất thú vị sao? Hai ngày trước Triệu Tử Tuệ bị sa thải, mọi người đều cố gắng trở về. Bây giờ lăn đến anh rồi, là chuyện tốt. Tốt ở đâu chứ? Chuyện xấu như vậy, sau này đừng nói là công ty cùng ngành, đến công ty khác ngành cũng không thể tìm được việc. Không có công việc, có thể ở nhà làm ông chồng tốt. Em cũng an tâm nuôi anh, không phải lo lắng anh ở ngoài lăng nhăng. Đi thương lượng một chút với Anna đi. Người phụ nữ mặt lạnh vô tình ấy, thành viên hội đồng quản trị độc lập của tập đoàn, tất cả không ai dám thương lượng cùng cô ta. Vậy kết thúc vụ này không nổi rồi. Vậy anh nói xem, anh nghĩ thế nào? Anh còn có thể nghĩ như thế nào? Anh chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền. Lúc trước em nói muốn về Thượng Hải tái hôn. Anh còn nghĩ thêm chút thể diện, cùng em bắt đầu lại từ đầu. Cũng may em làm tổng giám đốc của YDS. Đúng vậy. Vậy nên vẫn có thể xoay chuyển tình thế.
Anh thật sự muốn cùng em bắt đầu lại sao? Lúc đó anh nghĩ như vậy. Lúc đó phong lưu cả một thời gian rồi, bây giờ thì sao? Cố gắng nửa đời lại bị hủy hoại trong chốc lát. Đừng hồ đồ. Ở trên thế giới này không có ai quan tâm anh hơn em. Chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu. Vậy tại sao anh không đeo nhẫn vào? Không phải. Em nói xem, có cách nào để kết thúc việc này không? Anh là quản lý, Triệu Tử Tuệ là người phụ trách. Anh sơ suất trong việc giám sát. Cô ta nên thế nào thì cứ thế đấy. Vậy sao được? Xin lỗi, cô đi mấy người? Xin chào, tôi họ Triệu. Đặt bàn số 8 cạnh ban công trên tầng. Xin đợi tôi kiểm tra. Khách đã tới rồi, mời. Tôi không lên đâu. Làm phiền chuyển lời một chút. Tôi ở dưới lầu đợi. Được, vậy xin chờ một chút. Nhược Châu, nếu anh vì muốn Triệu Tử Tuệ gánh giác, em không ý kiến. Anh không cần phải gánh giác thay cô ta. Việc này vốn dĩ là chủ ý của anh. Nếu anh làm như vậy, chứng tỏ anh có khí phách, cũng thể hiện anh và cô ta có tư tình. Nhưng ít ra xuất phát điểm của anh là muốn kiếm tiền bắt đầu lại với em. Xử phạt thì em mang cơm cho anh, cho anh ra tù. Nhưng Triệu Tử Tuệ có như vậy không, em không biết. Xét xử tham nhũng không làm tròn bổn phận, có thể sẽ ra tòa. Anna cũng không cần thiết đặc biệt tới Thượng Hải một chuyến. Một phần trách nhiệm trong công việc của cô ta, đó chính là tìm ra lỗi của YDS, toàn bộ đem đến tòa án. Cảm ơn. Nước của cô. Xin chào. Cảm ơn. Dưới lầu có một cô gái đang đợi. Cho hỏi hai vị đi cùng nhau à? Ai vậy? Họ Triệu. Cô ấy nói bạn của hai vị là quấy đặt. Đúng vậy. Được, thông thả dùng bữa. Cảm ơn. Rồi cũng sẽ có cách khác thôi. Giai đoạn đầu của hạng 1AD đã được thanh toán rồi. Dán cờ đã được định, sẽ không còn cách nào nữa. Công ty khác cũng phải chưa từng như vậy sao? Diêm Nhật Châu, làm người lại xử lý theo cảm tính. Tỏ vẻ anh hùng chẳng qua chỉ là nhất thời. Theo lý thuyết, em là tổng giám đốc của anh, có thể ôm mọi chuyện để bảo vệ anh. Nhưng em sẽ không làm như vậy. Chỉ có em ở vị trí này, em có đủ tư cách và năng lực nhìn anh, nuôi anh, đợi anh. Nếu em lao vào dòng lao lý, năm thứ nhất anh nhớ rõ tình cảm của em, năm thứ hai chỉ nói chuyện, năm thứ ba anh đã có thể cùng với cô gái nào đó sống chết bên nhau. Vậy nên em có nói gì cũng không để sự việc đẩy lên người em. Chuyện này là do anh nói Tử Tuệ làm. Việc cũng đã vậy rồi. Chỉ có điều 16% của đối phương không thể nhả ra được nữa. Nhược Châu, tập đoàn muốn giết một người để răn đe nhiều người. Anna nói vậy sao? Chiều nay em tiễn cô ta ra sân bay. Xin lỗi Triệu tiểu thư, tầng 1 đã đóng cửa rồi. Cô xem thử có muốn cùng bạn mình lên tầng ngồi được không? Vậy tôi ở ngoài đợi. Vậy ly nước này có cần tính với hóa đơn trên lầu không? Bao nhiêu tiền? 20.
Đi thông thả. Lý lẽ em đã nói rõ ràng rồi. Có thể làm như thế nào anh tự quyết định. Nhẫn em cũng đã đeo rồi. Đồ ngốc. Kiếm được chừng đó tiền. Anh trong thời gian làm việc kiếm được bao nhiêu tiền? Em không phải là yêu anh sao? Em chỉ muốn anh tốt. Bình an vô sự là tốt rồi. Lên xe thôi. Lên xe. Diêm Nhật Châu, nếu anh không lên xe thì cả đời này anh tiêu rồi. Bên trong đâu rồi? Đã về rồi. Vừa nãy bạn của cô đi về cổng sao rồi? Đi rồi, đúng vậy. Về rồi à? Ừ. Sao lại ồn như vậy? Chưa đóng cửa. Sáng sớm em ra sân bay. Làm gì vậy? Muốn đến Nguyên Thành. Vậy sao không đến? Sợ. Sợ cái gì? Sợ từ nay về sau sẽ nhàn hạ. Sẽ không còn dốc sức lực làm việc nữa. Nói cũng đúng. Dốc sức lực là quan trọng nhất. Em ổn chứ? Rất ổn. Bình thường đi làm. Bắt đầu cuộc sống mới. Nếu hạng mục DMG thuận lợi, công ty cũng không nhớ công của em. Không có anh, em còn không dám nghĩ. Từ nay về sau thuận buồm xuôi gió.
mượn lời tốt của anh. Sư Tử Tuệ, Từ Thiên. Em nói trước đi. Quên em đi. Đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa. Em chỉ mang phiền phức anh thôi. Được. Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói giống em. Nói xong rồi. Xong rồi. Ngày mai ngủ dậy anh sẽ quên em. Thật sự có thể à? Anh vô tâm vô phế mà. Em nói xem. Vậy không bằng bây giờ quên đi. Bây giờ. Ngủ ngon. Nhớ đóng cửa sổ vào. Ngủ ngon. Lại đây. Được rồi chứ. Nào, đi thôi, đóng cửa. Tối hôm qua dì ở nhà. Ở sau cửa. Các con cãi thế nào? Nghe hết rồi. Không phải cãi giả. Dì lớn tuổi rồi. Trước đây người lớn nói sao trẻ con không dám xen vào. Bây giờ thì ngược lại. Trẻ con nói gì người lớn không dám xen vào. Dì đi chậm một chút. Dì vẫn luôn xem con như người nhà. Toàn bộ Nguyên Thành này đều biết. Con không thể nào không biết chứ. Dạ con biết chứ. Con trai càng nuôi càng thả lỏng. Con gái càng nuôi càng thân thiết. Lời người xưa vẫn là có đạo lý. Tối qua dì đã nghe hết những lời thật lòng rồi. Con nói coi, nhà chúng ta nếu bán đi thì được bao nhiêu tiền? Tại sao muốn bán? Chỉ đưa ra ví dụ thôi. Nếu có nhiều tiền rồi thì cũng không bán. Phong thủy tốt mà. Con an tâm. Dì không để con làm tốn công bao nhiêu năm qua đâu. Trước sau dì cũng sẽ giao cổ phần cho con mà. 10% thì thế nào? Con đừng dừng nữa. Nhanh lên, mau chóng làm nóng người khiêu vũ. Mau lên nào. Con không cần cổ phần. Vốn dĩ hai đứa con kết hôn dù sao cũng là của các con. Nhưng bây giờ lại thành ra như thế này. Dì cũng không biết tâm ý nó thế nào. Dì biết con cũng ngại tranh giành. 15% nhé. Dì cũng không có ý gì khác. Con đừng nghĩ sai. Anh em ruột vẫn phải tính toán rõ ràng mà, đúng không? Dù sao người một nhà vẫn là người một nhà. Điều này mãi mãi không thay đổi. Mỹ Lan, mau tới khiêu vũ đi. Nào lại đây. Biết rồi. Con nghĩ lại đi.
Alo. Hỷ Nhi, túi sách của tôi có đó không? Vậy chuẩn bị cho tôi vài thứ, sau đó đưa tôi ra nhà ga xe lửa. Có quần áo trong này chứ? Có quần áo sạch trong này chứ? Trong túi có hai bộ. Tôi đi Thượng Hải. Anh Thi và Đào Tổng có biết không? Đợi lát nữa nhà hàng mang bữa sáng tới, tôi sẽ nói. Chị đi Thượng Hải làm gì? Đi tìm Từ Thiên. Anh Thi không phải đang ở nhà sao? Người ở nhưng tim không ở. Chào buổi sáng Lư Tổng. Có chuyện gì sao? Nghiêm Tổng đã tới chưa? Nghiêm Tổng đến hay chưa? Làm sao tôi biết được? Đến rồi. Tôi qua đó một lát. Đi mau đi, mau về, vẫn còn việc. Được. Triệu Thử Tuệ tới tìm anh rồi đó. Anh vẫn là tranh thủ đi thì hơn. Nếu không, mới nói được vài câu anh đã mềm lòng, cuộc đời anh cũng sẽ bị mất đi đấy. Tránh thế nào được? Đi công tác, đi Bắc Kinh. Đợi Anna về thì anh... À không, Anna quay về anh cũng đừng quay về. Như vậy ổn chứ? Được hay không anh tự mình tính đi. Vào đi. Cứ mở cửa đi. Tôi biết hôm qua cô có ở Lão Chính Hưng. Lúc đi Lương Sảnh uống nhiều quá. Tôi sợ quấy không vui nên đưa quấy về nhà trước. Nói chuyện với Lương Tổng rồi chứ? Nói rồi. Vậy Lương Tổng nói thế nào? Không dễ xử lý. Rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng thế nào? Đuổi việc là chắc chắn. Sẽ không được các công ty trong ngành tuyển dụng nữa. Nghiêm trọng hơn, có thể phải ra tòa phán quyết. Nghiêm Tổng, anh là sếp của tôi. Anh muốn làm gì tôi cũng đều làm như vậy. Tôi là người phụ trách hạng mục AD, nhưng không phải tôi muốn làm như vậy. Cả công ty chỉ có anh biết. Nếu anh đi với Lưu Tổng, nói rõ ràng với Anna, thì tôi làm sao có thể nói rõ ràng được. Em đừng nóng vội. Xin lỗi. Anna vẫn chưa trở về. Chuyện vẫn chưa có kết luận. Tôi không thể an tâm làm việc được.
Chuyện tốt thì không đến, chuyện xấu thì cứ tiếp nối. Chuyện cũng đã xảy ra rồi thì phải dũng cảm đối mặt thôi. Nên là anh đối mặt. Chỉ là vượt qua nó. Tôi chỉ là một nhân viên quen. Các người trong lúc đó lại là tổng giám đốc, vẫn có thể sắp xếp được. Em đừng áp lực. Xin lỗi. Anh đã làm ở YDS cũng gần 10 năm, cũng sẽ không vì chút chuyện này mà chật vật được. Cũng sẽ không để em phải chịu ảnh hưởng. Thật sao? Anh sẽ tự mình đi nói chuyện với Anna. Nói thế nào? Toàn bộ chuyện này không liên quan tới em. Vốn dĩ cũng không liên quan. Nhưng anh vừa nói chuyện này không dễ xử lý mà. Anh nói là sẽ tự mình đi nói với cô ta. Em cứ an tâm đi. Em còn muốn anh nói gì nữa? Tôi biết rồi. An tâm đi. Cảm ơn Diêm Tổng. Cảm ơn gì chứ? Là anh khiến em lo lắng sợ hãi mà. Vậy tôi đi đây. Đi. Người vẫn còn ở đó chứ? Đi rồi. Nói thế nào? Là đi công tác. Tốt lắm. Phía bên Bắc Kinh cũng đang có việc. Em nói bọn họ chuẩn bị tài liệu cho anh. Anh cẩn thận một chút, tránh phải đụng tới Anna. Diêm Nhược Châu nói gì với cô vậy? Chuyện về hạng mục A đi. Hôm qua anh ấy nói với tôi rồi, chuyện này không liên quan tới cô. Anna cho rằng người phụ trách hạng mục này là tôi. Hôm nay anh ấy bay tới Bắc Kinh để làm rõ với Anna chuyện này. Vừa nãy tôi không nghe anh ấy nói. Đâu nhất thiết chuyện gì cũng phải nói với cô. Anh ấy nói rồi, sẽ không để cô oan ức. Xin lỗi, tôi quá nóng vội rồi. Nếu có gì cần, tôi cũng có thể giải thích với Anna. Bảo tôi nói gì cũng được. Từ Thiên, con đã dậy chưa đấy? Cơm nguội hết cả rồi. Từ Thiên, mới sáng sớm ngày ra mày đập cửa phòng con rồi. Cái gì mà sáng sớm ngày ra đã mấy giờ rồi chứ? Con đánh răng chưa vậy? Con đánh rồi, quần áo cũng mặc xong xuôi rồi. Con nói xem ngày ngày con ở lì trong nhà con có rỗi quá không? Cũng không tìm cái gì mà làm. Mọi người sắp xếp đi. Mẹ sắp xếp à? Vậy mẹ bảo con làm cái gì con làm cái đấy sao? Làm. Vậy mẹ bảo con đi đăng ký, con có đi không? Con xem, không nói được gì nữa có phải không?
Chào anh Thiên, Đao tổng. Chào. Con trai, con cứ như vậy thì cũng không phải là cách. Tối hôm qua con nói chuyện với Tiểu Lệ, mẹ đều nghe thấy hết cả rồi. Mẹ nghe thấy rồi sao? Từng câu từng chữ mẹ đều nghe hết rồi. Cũng không biết sao mà Tiểu Lệ lại nói vậy, có phải thật lòng không? Nhưng mà ít nhất nó là người nhà suy nghĩ cho con. Ai cũng nghĩ cho con, không ai muốn hại con hết, con biết chưa? Lần này đi Thượng Hải, vốn là mẹ muốn đi đánh yêu tinh. Cô về nhà hàng trước đi. Nói đến việc làm vợ ấy, phải dựa trên lương tâm. Triệu Tử Tuệ đó thực sự không như Tiểu Lệ. Nhưng mẹ cũng biết, đàn ông không dựa vào vợ. Con đồng ý cùng mẹ trở về, đa phần là vì thuận theo mẹ. Điều này mẹ hiểu rất rõ. Đao tổng, anh Thiên, sao vậy? Chị Lệ đi Thượng Hải rồi. Không tài nào khuyên được. Chị ấy bảo em quay về nói với mọi người một tiếng. Vậy sao cô không nói sớm? Đi từ lúc nào? Vừa đi. Nó đi làm cái gì chứ? Nó muốn làm gì? Gọi được rồi sao? Chưa. Vậy con gọi cho Triệu Trọng đi. Tiểu Lệ chắc chắn là đi tìm nó. Nó không nghe ấy chứ. Cô làm gì vậy? Cô cũng muốn đi à? Cô ấy đi Thượng Hải chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Sao con biết vậy? Tìm Triệu Tử Tuệ chứ còn gì nữa. Hôm qua cô ấy lấy điện thoại của con để lấy ảnh của Triệu Tử Tuệ. Hôm nay lại đi Thượng Hải rồi. Ngăn cũng không ngăn được, vẫn xảy ra chuyện thôi. Mẹ nói với con này, cô cứ đi, nhưng phải nhận định rõ ràng đấy. Không được nhận lầm ai là địch, ai là bạn đâu đấy. Ai là địch chứ? Mẹ là lấy cái ví dụ như vậy thôi. Con phải đặt mình vào vị trí của Tiểu Lệ mà suy nghĩ. Là một người phụ nữ đều sẽ nhảy lên. Đổi lại là con sớm đi Thượng Hải rồi. Mẹ vừa trở về, con đừng có ngắt lời mẹ. Con xem con nó tới đăng ký liền chạy mất. Nó còn lén lút đưa con đi. Con nói xem con với Triệu Tử Tuệ, nó còn chỉ cần con vui thì nó cũng vui. Nó thực sự muốn tốt cho con. Tốt với con thì không nên đi Thượng Hải. Tóm lại một câu, con không được vì người ngoài mà không coi nó là người mình. Trong ngoài nặng nhẹ thế nào con tự nhận định cho rõ ràng. Còn có điều này mẹ nói cho con biết, Triệu Tử Tuệ không đơn giản đâu. Thực sự cần mặt đối mặt. Con mà xử lý không tốt sẽ khiến Tiểu Lệ chịu thiệt thòi đấy, con biết không? Mẹ à, con với Triệu Tử Tuệ không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ nghĩ cái gì chứ? Con nói với cô ấy đã nói xong rồi, không có gì hết. Thực ra hai bọn con từ đầu vốn chẳng có gì. Con bớt cái bài ấy đi. Mẹ thích tin thì tin. Con mà không có gì thật, con quản hốt sốt ruột như vậy làm gì? Con gọi Tiểu Lệ quay về. Nếu thực sự không có gì phải tự nó quay về, con lười phản ứng lại mẹ rồi. Vé con cũng chưa mua mà đi bây giờ luôn sao? Con đến ga tàu rồi tính. Con đứng lại đó. Cái này đưa cho con này. Sao chứng minh thư của con lại ở chỗ mẹ vậy? Mẹ cũng đề phòng thôi. Con xem mẹ cũng đề phòng cũng có được đâu. Con đến Thượng Hải, con mua được vé đến Thượng Hải rồi. Thì gọi điện cho mẹ nhé. Con nghe thấy chưa? Con nghe rồi. Mỗi ngày con gọi một cuộc điện thoại báo tình hình đấy, con biết chưa? Tiểu Lệ, Diêm tổng đi chưa? Vẫn chưa đâu, tôi đang đi đưa tài liệu. Xe lập tức sẽ tới ngay. Là chuẩn bị đồ ăn cho Diêm tổng sao? Diêm tổng bảo tôi mua. Cả công ty có cô là chắc nhất nhỉ? Nữ dương với lão tổng của hai bộ phận lớn nhất đều... Diêm tổng, cơm trưa anh bảo. Diêm tổng, tôi lên trên trước. Vì sao lại mua cơm trưa cho tôi? Anh không ăn đồ trên tàu hỏa mà. Hà tất phải như vậy? Buổi trưa tôi không nên ở công ty, nói như vậy với anh. Tôi muốn xin lỗi anh nhưng anh đi vội quá, nên mua cơm trưa cho anh. Dù sao thì buổi trưa tôi cũng không có việc gì.
Lên xe đi. Tí nữa bảo xe đưa cô về. Nếu anh đang hỏi chi phí đã hoạch toán như thế nào, đừng nói chuyện này nữa được không? Nhỡ mà cô ấy hỏi đến thì sao? Nhỡ mà hỏi đến thì tôi đã tính toán rồi, cô đừng bận tâm nữa. Thôi được, cảm ơn nhé, là việc nên làm. Nếu như có gì có lỗi với cô thì tôi nói lời xin lỗi với cô trước, không nói chuyện trước đây nữa, bao gồm cả chuyện sau này. Sau này nếu tôi có gì không đúng cũng xin anh và Lữ tổng bao dung. Chúng tôi càng ngày càng xa lạ. Chị Lệ. Triệu Trọng, sao lâu vậy mới nghe điện thoại? Chỗ em đang sửa chữa em không nghe thấy. Anh Thiên ổn không chị? Em thấy có hai cuộc gọi của anh ấy. Anh ấy ở Nguyên Thành. Chị vừa xuống tàu cao tốc chuyến đến Thượng Hải. Em có tiện gửi cho chị số điện thoại của Triệu Tử Tuệ không? Chị đang ở Thượng Hải. Ừ, nếu em không tiện gửi, chị cũng có thể tìm được cô ấy. Chỉ thêm chút phiền phức thôi. Còn có vị trí cửa hàng của em nữa cũng gửi cho chị nhé. Em gửi ngay. Em gửi. Trước tiên đừng làm vội. Dừng lại đi, dừng một chút. Anh Thiên à, sao bây giờ em mới nghe điện thoại vậy? Cái này em đang sửa chữa, ồn lắm không nghe thấy. Chị Lệ đến Thượng Hải rồi, anh biết chưa? Sao vậy, quá gọi điện cho em rồi sao? Vừa cúp xong, hỏi em vị trí của tiệm, cả số điện thoại của Triệu Tử Tệ nữa. Anh bảo em nhé, đừng có đưa cho cô ấy. Không đưa cũng vô dụng, vì biết địa chỉ công ty Triệu Tử Tệ. Em sợ chị Lệ tự tìm qua đó thì càng phiền phức. Chiều anh đến. Anh cũng muốn đến Thượng Hải à? Lại có chuyện rồi. Tôi về công ty đây. Từ Thiên bao giờ quay trở về? Cô nói cô ấy về quê rồi, cô không quay lại nữa. Vì sao? Tôi với anh ấy không phải cùng một kiểu người, không có phúc cùng anh ấy bên nhau. Lời này cô cũng từng nói rồi, nhưng không giống như lúc trước. Trước đây tôi cảm thấy tôi với anh và Lữ Tổng là một kiểu người. Thực ra chỉ nhìn thì có vẻ như vậy. Tôi là người làm công, anh với Lữ Tổng mới nên ở bên nhau. Vậy cô nên ở bên người như thế nào? Tôi có công việc, có người nhà, vậy là đủ rồi. Con người có nhu cầu tình cảm không đủ đâu. Tôi biết là không đủ, nhưng Từ Thiên, anh ấy không phải của tôi. Anh ấy cũng không thuộc về bản thân anh ấy. Anh ấy có hôn thê. Ừ.
Cô không cùng cậu ta ở bên nhau sao không nói cho tôi biết? Đây là việc riêng của tôi. Cô tự ăn đi. Tôi không ăn. Vậy thì cũng cầm lấy. Tôi cũng không biết nên làm gì cho cô. Cứ thêm phiền phức cho tôi. Còn cứ nghĩ là chuyện đương nhiên. Nợ cô nhiều quá, trả cũng không hết được. Có gì để trả đâu. Vẫn luôn muốn trả. Xin chào, tôi là Đao Lệ. Là Triệu Tử Tuệ sao? Tôi là Đao Lệ, bạn gái của Từ Thiên. Là Triệu Tử Tuệ sao? Đao Lệ, cô ấy đến Thượng Hải rồi. Cô ấy đến làm gì? Anh cũng không biết. Cô ấy gọi cho em sao? Gọi rồi. Nói gì thế? Chưa nói gì hết. Tối anh đến nơi. Chị Lệ à, bọn em đang sửa chữa. Để em làm cho. Những thứ này để đây chắn đường người khác đi. Cái này là do không ai dọn dẹp gọn gàng. Để tiện cho em đi luôn. Công nhân phải đi. Hôm nay phải đi mua nguyên liệu. Chỉ có mình em ở đây à? Dạ Tiểu Đoá, bọn họ tan làm xong sẽ qua đây. Chúng ta vào đã rồi nói. Em từ từ, không sao, xách được không? Chị không cần bận tâm đâu. Chị Lệ, đi vào đây. Cũng to nhỉ. Dân, ngại quá, cũng không có chỗ để ngồi. Bên trong còn sạch một chút. Đây là phòng bếp sao? Dân dân ở bên trong đó. Cũng được phải không? Ai sống ở đây? Em ở lại trong tiệm. Đồ đạc bày cũng đầy đủ quá. Dân, Triệu Tử Tuệ mua đấy. Đủ cả. Từ Thiên bảo trước đây anh ấy ở đây à? Dân, tiệm này mua xong thì ở đây. Tối nay chị ở đây giúp bọn em trong tiệm. Vậy làm sao mà được chị Lệ? Ở đây vừa bẩn vừa bừa bộn. Đổi cái ga giường đi thì còn sạch hơn khách sạn ấy. Còn có thể trong tiệm cho bọn em.
Anh Thiên tối nay sẽ đến đấy. Anh ấy nói với em à? Hai người cãi nhau sao? Anh ấy muốn cãi, chị không cãi với anh ấy. Trang này rất tốt. Dân. Vậy chị Lệ, chị đến Thượng Hải làm gì? Hai ngày thôi. Tìm Triệu Tử Tuệ. Nói như rõ ràng xong xuôi thì ngày mai chị về. Đang tốt như vậy, không phải anh Thiên về đó rồi sao? Triệu Trọng à, em là bạn học của Từ Thiên, em phải giúp chị, cũng phải giúp Từ Thiên. Giúp chị hay giúp Từ Thiên là sao? Giúp chị chính là giúp anh ấy. Từ Thiên và Triệu Tử Tuệ thật ra tình cảm tốt như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Người không phải cũng đã trở về rồi sao? Người thì về rồi, lòng thì vẫn ở Thượng Hải. Anh ấy không từ bỏ được Triệu Tử Tuệ. Thời gian qua lâu cũng sẽ bỏ được thôi. Nửa năm, một năm là quên được. Lời này là anh Thiên tự nói đấy. Thời gian càng lâu càng không bỏ được. Cho nên đau dài không bằng đau ngắn. Giữa ba người cũng không thoải mái, chẳng bằng cứ nói ra hết. Một người không thoải mái, để hai người thoải mái. Chị Lệ à, em nghĩ như thế này. Chị đến Thượng Hải, đối diện trực tiếp nói hết ra, anh Thiên cũng sẽ không thoải mái đâu. Chị đến là để tác hợp cho anh ấy và Triệu Tử Tuệ. Nói rõ ra thì bọn họ nắm tay đi cùng nhau, chị trở về Nguyên Thành. Chị hiểu Từ Thiên, anh ấy lương thiện, có tấm lòng. Không tiện nói ra với chị và dì, nhưng chị biết, nếu như không có Triệu Tử Tuệ, anh ấy sống còn khó chịu hơn chết. Cho nên chị đến là để hỏi Triệu Tử Tuệ cô ấy nghĩ như thế nào, có phải cũng giống như Từ Thiên hay không. Nếu như cũng như vậy, hai bọn họ không cần bỏ lỡ nhau. Thật đấy. Vậy suy nghĩ của Tử Tuệ nếu như không giống với anh Thiên, vậy chị sẽ giảng đạo cho cô ấy. Thích người con trai như vậy cả đời cũng không gặp được. Chị Lệ, chị không thích anh Thiên sao? Trước giờ chị chưa từng nghĩ. Trừ anh Thiên ra, chị sẽ thích người nào khác? Vậy ý chị là chị đến để làm người không thoải mái đó. Thời gian trôi qua lâu, dần dần sẽ tốt hơn thôi. Nửa năm, một năm sẽ qua thôi. Đây không phải lời Từ Thiên nói sao? Lời anh ấy nói chị có thể làm được. Anh Thiên có biết ý của chị không? Chắc không biết đâu. Lòng anh ấy chỉ có Triệu Tử Tuệ. Em làm đi, em làm cho. Em làm. Bận đến mức giàu cả ra rồi, đổi một tấm mới đi. Chỉ có đổi thì chỗ này cũng lại bẩn thôi. Cái mới thì làm sao mà bẩn được. Tử Tuệ làm ở đâu? Em không nói chị cũng tìm được. Bến Thượng Hải Soho, tòa A. Yên tâm, chị thực sự đến Tác Thành mà. Bao nhiêu tuổi? 26. 26. Ít hơn chị 1 tuổi. Lớn hơn Từ Thiên 3 tuổi. Thì chắc chắn chị có thể nói chuyện được với cô ấy. Quanh đây có siêu thị không? Có. Ra cửa rẽ phải, rất gần. Lát nữa đi mua ít đồ.
Đó Nhi. Bây giờ à? Anh có thể. Vậy em đợi một lát. Đợi một lát nhé. Em cứ đi đi. Đưa chìa khóa cửa cho chị. Chị Lệ à? Đi đi. Các hành khách lưu ý, các hành khách, chúng tôi rất xin lỗi phải thông báo chuyến đi xuất phát lúc 14:42 đến 15:17 chuyến đi đến Thượng Hải. Chuyến tàu cao tốc số hiệu 8354-8638 do một số khu vực thời tiết mưa bão không thể xuất phát đúng giờ. Thời gian xuất phát đang được sắp xếp lại. Các hành khách lưu ý, chúng tôi rất xin lỗi phải thông báo chuyến đi xuất phát lúc 14:42. Xin lỗi, xin mọi người đợi một chút. Chúng tôi bên này đang giải quyết. Tôi rất hiểu. Chuyến tàu cao tốc số hiệu 8638 do một số khu vực thời tiết mưa bão không thể xuất phát đúng giờ. Thời gian xuất phát đang được sắp xếp lại. Tàu cao tốc muộn một chút. Liệu cô ấy có tìm em không? Có thể sẽ tìm. Em không dám gặp cô ấy. Có gì mà không dám? Sao lại như thế này? Chị Lệ, thay ra rồi sao? Em là Dạ Tiểu Đoá nhỉ? Dạ Tiểu Đoá. Từ Thiên thường nhắc đến em. Không thể nào.
Từ Thiên phải thường nhắc đến Triệu Tử Tuệ chứ. Anh ấy nói Triệu Trọng thích em. Không thể nào, sao em có thể thích cô ta chứ? Cái này thì có thể, tất cả mọi người đều nhìn ra. Chỉ có anh ta chống mắt lên không thừa nhận. Chị Lệ à, em chốt ở đây. Triệu Trọng em thề với trời. Em không mê tín. Nhìn thấy chưa? Lời nói dối còn chưa nói ra đã bị sét đánh rồi. Được. Chị đi bến Thượng Hải Soho đây. Đao Lệ à, tôi cũng gọi chị là chị Lệ được rồi. Chuyện công việc của hai chúng ta qua điện thoại. Đơn bảo hiểm chị gửi em rồi. Chuyện sau đó Hiển Nhi của nhà hàng sẽ xử lý. Nói xong chuyện công việc rồi, nói chút chuyện riêng đi. Chuyện riêng gì? Tôi là bạn tốt nhất của Tử Tuệ. Từ Thiên cũng không ở Thượng Hải. Chị một mình chạy đến đây là tình huống gì vậy? Có phải sẽ đánh người không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ở trong hay ở ngoài có gì khác nhau? Đây là chuyện của ba người phụ nữ chúng ta, không liên quan gì đến anh ta. Em muốn nói cái gì? Tử Tuệ đã đem người đưa cho cô ta rồi, cô ta lại muốn xong đến đây. Em giữ mặt mũi cho Từ Thiên, không giữ cho cô ta. Lung tung cả lên, em đừng có làm loạn. Em đưa cho ai, em biết không? Cho nên mới biết rõ tình hình chứ. Nhớ mà Tử Tuệ của chúng ta chịu thiệt thòi phải làm sao? Bảo hiểm nhà hàng không làm nữa, em cũng không muốn làm kẻ phản bội. Mưa rồi. Có ô không? Không có. Triệu Tử Tuệ thích cái gì? Chẳng thích gì hết. Không thể nào. Giống tôi thôi, thích làm việc kiếm tiền. Không thích Từ Thiên à? Cái này chị tự mà hỏi cô ấy đi. Vậy cái gì quan trọng nhất đối với cô ấy? Làm việc kiếm tiền. Từ Thiên không quan trọng sao? Chị Lệ à, chị muốn giận anh Thiên. Chị nên tìm anh ấy, hai người tự giải quyết với nhau. Tại sao đến đây tìm Tử Tuệ? Chị chạy tới đây làm gì? Chị không công bằng với cô ấy. Ai nói chị giận Từ Thiên chứ? Nhất định là như vậy rồi. Từ Thiên về rồi, tự chị chạy đến đây, còn chưa rõ ràng sao? Vậy chính là nói Từ Thiên rất thích Triệu Tử Tuệ. Nhất định rồi. Chị đến tìm Triệu Tử Tuệ chính là muốn nói với cô ấy Từ Thiên thích cô ấy nhiều như thế nào, để hai người họ không vì chị mà lỡ nhau một đời. Tôi không nghe nhầm chứ? Thật đấy. Tất cả mọi người đều tưởng rằng chị đến Thượng Hải để hỏi tội. Chị cũng không phải là vợ anh ấy. Cũng tính là vợ, cũng không nhất thiết. Từ Thiên phải sống cuộc đời mà anh ấy muốn. Thích người anh ấy thích, chị mới vui được. Thật không có ô sao? Vậy chị đi đây. Vẫn chưa đi à? Lo chuyện của A đi sao? Buổi trưa tôi tiễn Diêm Tổng ra ga tàu. Anh ấy nói không vấn đề gì có thể giải quyết được. Cô tiễn anh ấy ra ga tàu. Lúc nghỉ trưa tôi còn có chút lo lắng.
Anh ấy cũng nói có thể giải quyết rồi. Cô cũng đừng buồn sầu nữa. Không buồn, tôi ngồi một chút rồi đi thôi. Được rồi. Có ảnh của Đao Lệ không? Cần ảnh để làm gì? Nhớ quấy đến tìm em thì em lại không biết. Không có. Điện thoại cũng không có sao? Trên người thì sao? Không có. Sư phụ, sư phụ xin phiền một chút. Đến đường Chiết Giang xuống trạm nào? Đường Chiết Giang mà đi như vậy thì càng đi càng xa, đi tiếp nữa là đến Phố Đông rồi. Vậy phải chuyển xe bao nhiêu? Đổ qua đổ lại cũng không rõ đâu. Đến bến tiếp theo luôn rồi, xuống ở cửa sau, sau đó bắt taxi mà đi. Làm phiền một chút.
Triệu Tử Tuệ. Tôi là Đao Lệ. Từ Thiên muốn qua đây. Lúc nào đến? Vẫn còn đang ở bến tàu. Mưa to như vậy có thể sẽ trễ giờ đấy. Mưa to như vậy chắc sẽ không tạnh đâu. Không thì vào trong ngồi đi. Đi thôi. Tôi cũng không ăn thịt cô đâu. Mời vào trong ngồi. Đợi một chút. Ngồi ở đây đi. Lạnh quá. Thực sự xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ nhận được thông báo đoạn đường trung gian ngập nước nghiêm trọng vì đảm bảo an toàn cho hành khách. Chúng tôi chỉ có thể hủy toàn bộ chuyến tàu ngày hôm nay. Cụ thể khi nào khởi hành được, chúng tôi phải đợi thông báo tiếp theo. Hy vọng mọi người có thể thấu hiểu và thông cảm. Hiểu cái gì chứ, tấm lại khi nào mới khởi hành. Thật đúng là chúng tôi phải đợi tới 4 tiếng rồi sẽ hủy luôn sao? Cái này chúng tôi cũng không biết, xin lỗi cho qua một chút. Trả vé đi, trả vé lại đi. Mẹ à, con đến Thượng Hải chưa? Bên đó mưa bão, bây giờ chưa xuất phát nữa. Vậy con về đi. Không được, tối nay con phải tới Thượng Hải. Con cũng không có cánh, đi làm sao được? Được rồi, việc này mẹ đừng có lo. Có nước đá không? Không có, ở đây quá đơn tối thiểu là 150 tệ. Sau đó bên trong bao gồm cả 3 chai bia này rồi. Hai người một chỗ 300 tệ sao? 360 tệ còn cả phí phục vụ nữa.